Với những ai nuôi con bằng sữa mẹ, chế độ ăn uống cân bằng và đầy đủ dưỡng chất với nhiều loại thực phẩm lấy sữa là rất quan trọng nếu muốn duy trì nguồn sữa dồi dào cho con. Sau đây, mời các mẹ hãy cùng tham khảo ngay top 8 những loại đồ uống lấy sữa cho mẹ bầu nhé. 1. Nước gạo lứt. Uống nước gạo lứt rang, mẹ có thể yên tâm với nguồn sữa về nhiều, thơm ngon và bổ dưỡng dành cho con. Loại ngũ cốc lấy sữa này còn giúp cho mẹ thanh lọc các chất độc trong cơ thể. Chọn gạo lứt nguyên vỏ để rang và đun nước uống, bởi nó chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như B1, B2, B3, B5, B6, canxi, sắt, magie, selen, kali, natri, rất tốt cho sự phát triển của trẻ sơ sinh. 2. Nước đinh lăng. Từ xưa đến nay, các mẹ cho con bú thường uống nước lá đinh lăng để tăng tiết sữa, vừa đơn giản vừa lành tính mà còn hiệu quả. Cách nấu nước lá đinh lăng: mua lá đinh lăng rửa sạch, cho nước sôi để nguội đổ ngập vào nồi lá, đun sôi chắt nước uống. Uống tốt nhất khi nước còn ấm, hạn chế uống lạnh. 3. Nước đậu hỗn hợp. Với độ lành tính giúp thanh lọc giải nóng cho cơ thể, nước uống từ các loại đậu nhất định mẹ phải thêm vào danh sách thực phẩm lấy sữa. Chọn các loại đậu và gạo bao gồm đậu xanh, đậu đỏ, gạo tẻ hoặc nếp và một ít hạt sen ninh lấy nước uống hàng ngày. Đây chính là nguồn ngũ cốc kích sữa hiệu quả và an toàn phù hợp với hầu hết thể trạng của mẹ. 4. Nước hạt hoặc lá thì là. Có thể loại nước uống này sẽ hơi khó uống vì mùi và hương vị đặc trưng của thì là. Tuy nhiên, nếu chịu khó uống khoảng 10 phút trước khi cho con bú, mẹ sẽ cảm nhận sữa về dồi dào hơn trông thấy. Cách làm cũng rất đơn giản, mua hạt hoặc lá về rửa sạch, hãm trong vòng 10 phút như hãm trà, sau đó uống khi còn ấm. 5. Sữa ấm. Chẳng cần sữa nhập ngoại hay đắt tiền, mẹ chỉ cần uống một cốc sữa đặc nóng trước khi cho con bú khoảng 15-20 phút, lượng sữa tiết ra nhanh chóng. Uống sữa nóng sau khi sinh không chỉ lấy sữa mà còn giúp cung cấp nguồn dinh dưỡng, giúp cơ thể mẹ hồi phục nhanh hơn. 6. Nước lá chè vàng. Không chỉ giúp mẹ có nguồn sữa dồi dào, nước lá chè vàng còn giúp cơ thể mẹ sớm hồi phục sau sinh nhờ khả năng kháng khuẩn và kích thích tiêu hóa vị giác. Hãm chè vàng uống hàng ngày là lựa chọn hoàn hảo cho chị em phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ. Uống ấm sẽ giúp sữa về nhanh hơn là để nguội. 7. Nước lá rau ngót. Nếu rau ngót bị cấm trong thai kỳ 3 tháng đầu và những tháng gần cuối, sau sinh cho con bú lại khuyến khích mẹ nên dùng loại rau này. Rửa sạch lá rau ngót, xay lấy nước uống hoặc ăn canh sẽ giúp tăng tiết sữa đáng kể. 8. Nước lọc ấm. Mỗi ngày mẹ cho con bú nên uống khoảng 2,5 lít nước. Tuy có nhiều loại nước khác nhau để mẹ có thể thay đổi khẩu vị, nhưng một ly nước lọc ấm trước khi cho con bú cũng sẽ giúp cho tuyến sữa hoạt động tốt hơn. Bên cạnh những đồ uống lợi sữa, mẹ có thể bổ sung những loại trái cây lợi sữa hoặc những món ăn lợi sữa khác để thực đơn mỗi ngày vừa đa dạng, vừa đầy đủ dưỡng chất, giúp đảm bảo nguồn sữa dồi dào cho bé yêu nhé.